hậu sinh con, Phượng Oanh tiết lộ khóc nghẹn ở tháng thai kỳ thứ 7 vì lý do không ngờ. Tuấn Hưng thẳng tay xóa MV mới ra mắt sau khi bị nhận xét kỳ cục, diễn viên nghìn tỷ cũng có nỗi lo riêng. Hót lại những khoảnh khắc Blackpink bơ đẹp Seungri, cuộc sống của bé heo sau hơn 3 năm nghệ sĩ trí tài ra đi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin của ống kính hậu trường. Sau đây hãy cùng tôi điểm qua những tin hot hit trong ngày. Hậu sinh con, Phượng Oanh tiết lộ khóc nghẹn ở tháng thai kỳ thứ 7 vì lý do không ngờ. Nữ diễn viên và Sắc Bình đã cùng nhau chuẩn bị những điều đặc biệt cho hai em bé. Sau nhiều ngày mong ngóng, gia đình nhỏ của Sắc Bình và diễn viên Phương Oanh đã chào đón thêm đôi song sinh một trai, một gái. Các bé chào đời khỏe mạnh, hiện đã được đưa về nhà để chăm sóc. Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng clip cả hành trình vượt cạn luôn được bố mẹ hai bên, chồng và bạn bè kề cận động viên. Sau khi xuất viện, mẹ Bỉm còn được chồng viết thư tay, trang trí nhà ngập hoa để thể hiện tình cảm. Đến mới đây, Phương Oanh tiết lộ đã thay đổi cách xưng hô với doanh nhân Hòa Bình sau khi hai con chào đời. Theo đó, nữ diễn viên gọi Sắc Bình là bố Jimmy và Jenny, giống cách gọi thân mật của các đôi vợ chồng sau khi lên thiên chức mới. Ngoài ra, Phương Oanh cho biết bài hát trong clip lưu lại cả hành trình sinh con là do vợ chồng cô đích thân thể hiện. Ở tháng thứ 7 thai kỳ, vì thu âm bài hát này mà Phương Oanh đã rất xúc động, nhiều lần khóc nghẹn. Phương Oanh và Sắc Bình đã đăng ký kết hôn, tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 7 năm 2023. Cặp đôi hủy lễ cưới trên du thuyền vì Phương Oanh bị nén nặng, sức khỏe không đảm bảo để làm cô dâu. Tuấn Hưng thẳng tay xóa MV mới ra mắt sau khi bị nhận xét kỳ cục, anh đang tiến hành gỡ bỏ MV quả táo vàng để tránh gì tranh cãi. Sau khi trình làng MV ca nhạc cổ trang có sự góp mặt của bà xã Hương Baby, ca sĩ Tuấn Hưng đã phải nhận về vô số ý kiến trái chiều và đa số là tiêu cực chê bai. Trong MV quả táo vàng, Tuấn Hưng vào vai tướng quân, có võ công cao cường và giải cứu vợ khi cô bị đội quân hắc đạo bắt cóc. Những tên này muốn chiếm đoạt quả táo vàng có sức mạnh khủng khiếp trong truyền thuyết. MV được cho là có nội dung khó hiểu, cả phần hình ảnh lẫn âm thanh của quả táo vàng đều được nhận xét là không hấp dẫn, thậm chí khá kỳ quặc. Nhiều khán giả cho biết họ không rõ Tuấn Hưng đang hát gì. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã ẩn MV về chế độ riêng tư và thông báo sẽ không sử dụng ca khúc quả táo vàng nữa. Tuấn Hưng chia sẻ, sau những ngày qua tôi nhận thấy mọi thứ đang bị rối tinh lên chỉ vì một sản phẩm âm nhạc không phù hợp, biến mình thành những đề tài tiêu cực. Tôi cảm thấy sẽ không tiếp tục sử dụng ca khúc quả táo vàng nữa. Tôi lựa chọn sự bình yên và đón nhận những góp ý của mọi người, bởi tôi không muốn mọi thứ tiếp tục gây tranh cãi và căng thẳng nữa. Anh cũng cho biết sẽ tạm thời không dùng Facebook để anh có thể tập trung cho hành trình anh trai vượt ngàn chông gai. Diễn viên nghìn tỷ cũng có nỗi lo riêng, Tuấn Trần lo lắng sẽ gặp lại chính mình. Mới đây, Tuấn Trần đã xuất hiện tại họp báo ra mắt phim Móng Vuốt của đạo diễn Lê Thanh Sơn với tư cách là vai nam chính. Anh có tạo hình nổi loạn với mái tóc xù, nhuộm màu, ăn mặc bụi bặm và có nét ăn chơi. Nam diễn viên cũng tiết lộ trong phim anh cũng có nhiều phân cảnh hành động. Ngoài diễn xuất ra, anh còn dùng toàn bộ cát xê của mình đầu tư vào phim lần này. Anh cho biết đã dốc hết tâm huyết của mình vào dự án, cũng như tin tưởng tuyệt đối vào đạo diễn Lê Thanh Sơn trong lần trở lại này. Tuấn Trần là cái tên đắt giá hiện nay trong làng điện ảnh Việt. Anh sở hữu vai diễn trong nhiều bộ phim nghìn tỷ ăn khách nhất hiện nay như Bố Già, 427 tỷ đất rừng phương Nam, 140 tỷ và gần đây nhất anh lập kỷ lục với dự án Mai, 530 tỷ. Với loạt thành tích vượt trội về doanh thu từ các bộ phim mà anh góp mặt, mọi người ưu ái gọi anh là diễn viên nghìn tỷ. Những thành công của anh trong những dự án trước đồng thời cũng là những áp lực riêng của anh trên con đường sự nghiệp. Nam diễn viên chia sẻ anh sợ sẽ gặp lại chính mình, cũng sợ sẽ bị khán giả nhàm chán, chê anh một màu. Tuấn Trần cũng tự nhận mình khá kỹ tính trong mỗi bộ phim mà anh góp mặt. Anh thường chọn những vai khác lạ tính cách khác nhau để khán giả không bị chán. Anh chia sẻ anh thường dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu, đào sâu về tính cách cũng như phong cách của nhân vật. Dù chịu khá nhiều áp lực từ những thành công đã có sẵn nhưng anh vẫn luôn lạc quan tích cực và hài hước chia sẻ biết đâu mọi người sẽ thích vai mới này hơn sâu trong phim Mai thì sao. Tuấn Trần chia sẻ anh mong muốn mọi người vẫn sẽ yêu thương anh và ra rạp ủng hộ dự án mới của anh. Hót lại những khoảnh khắc Blackpink bơ đẹp Seungri, giờ mới hiểu tại sao Hắc Hường lại bật chế độ xanh lá với idol nhiều tật. Vừa qua, BBC phát hành phim tài liệu phơi bày tội ác Burning Sun của Seungri và các idol K-pop liên quan. Hai nữ nhà báo Hàn Quốc đã công khai vạch trần bê bối tình dục chấn động năm nào. Giữa lúc tội ác của Seungri trở thành chủ đề hot nhất mặt báo, một đoạn video cựu idol cố chơi khăm Blackpink bỗng viral trở lại. Thời mới debut, Blackpink thường được IG sắp xếp cho tương tác với nhóm đàn anh Big Bang, đặc biệt là Seungri. Tuy nhiều tương tác, nhưng cũng không ít lần fan soi được khoảnh khắc dựng chân khi Seungri và Blackpink cùng ở chung một nơi. Seungri thực hiện thử thách mời Blackpink đến một bữa tiệc công ty. Cựu thành viên Big Bang ngỏ lời với các cô gái, nhưng chị cả Jisoo lập tức từ chối với lý do có lịch quay MV. Seungri chuyển sự chú ý đến Jennie khi hỏi cô nàng em sẽ tham gia chứ. Jennie thẳng thừng từ chối em không, với thái độ không hề thoải mái. Sau đó, Seungri đưa voi chờ mời Blackpink đến tiệm mì ramen của mình. Cả Lisa và Rose đều có chung biểu cảm hoang mang, không mấy vui vẻ. Những tương tác của Seungri khiến bầu không khí trở nên sống sượng. Jennie và Jisoo còn không ngại nhận xét Seungri làm em cảm thấy không được thoải mái. Dù khi ấy chỉ là tân binh, nhưng các thành viên Blackpink không ngại bộc lộ thái độ khó chịu.
Đây không phải lần duy nhất Seung-hui bị Blackpink vũ. Ngay trên sân khấu concert, Seung-hui từng có câu đùa kém duyên khiến Jennie phải phủ lông nhím. Cựu idol nói Jennie cố tình đụng vai mình trong hậu trường. Điều này đã khiến cô nàng main rapper Blackpink không thoải mái. Jennie lập tức phản pháo phủ nhận câu đùa trên của Seung-hui. Sau này, dân tình mới vỡ lại lý do Jennie và Blackpink không muốn gần gũi Seung-hui thực sự là gì. Cuộc sống của bé heo sau hơn 3 năm nghệ sĩ trí tài ra đi, tìm niềm vui trong nỗi buồn, vẫn yêu chồng tha thiết dù mỗi người một thế giới. Cuối năm 2020, khán giả bàng hoàng khi nghe tin nghệ sĩ trí tài đột ngột qua đời vì đột quỵ. Đau xót hơn nữa là vợ của anh chưa thể về Việt Nam chịu tang chồng do dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên các nghệ sĩ Việt Hương, Hoài Linh và nhiều người khác đã đứng ra làm tang lễ cho trí tài ở quê nhà. Trong chương trình Nhà có khách, ca sĩ Phương Loan có dịp đến thăm nhà và trò chuyện cùng Thúy Nga. Tại đây, nữ ca sĩ có những trải lòng về ông xã trí tài và cuộc sống sau hơn 3 năm chồng qua đời. Phương Loan cho biết 3 năm qua, mỗi chiều thứ 6, sau khi đi làm về, cô giữ thói quen đến dọn dẹp, đặt hoa lên mộ chồng. Cô cảm tưởng nếu mình không tới thì trí tài sẽ trông chờ. Nữ ca sĩ kể mỗi lần đến nghĩa trang, cô vẫn bồi hồi, tim đập mạnh, ngồi nói chuyện một mình. Cô gọi mình là quả phụ cô đơn. Bạn bè đòi đi chung nhưng tôi từ chối bởi nói chuyện với anh Tài. Nhiều khi tôi khóc nên sợ ngại. Tôi giận lòng không khóc vì lúc nào anh Tài cũng muốn tôi vui, cười nhưng lần nào cũng rơi nước mắt. Lúc đi làm về là thời điểm tôi nhớ anh nhất bởi trước đây, anh thường gọi cho tôi giờ đó. Lần nào cũng hỏi, bà xã mệt không, đi làm vui không? Tôi nhớ những lời anh nói nên thường nhìn lên trời, tự nhủ rằng anh ơi, em sẽ cố gắng vui và nguôi ngoai, cô nói. Phương Loan kể ông xã làm việc ở Việt Nam, còn cô đi làm hơn 30 năm tại Mỹ nên tự túc kinh tế, không gặp khó khăn khi chồng qua đời. Ca sĩ tiết lộ khi chồng còn sống, cô hứa sẽ về Việt Nam ở cùng anh sau khi nghỉ hưu. Cô nghệ sĩ từng bày tỏ mong muốn mở cho vợ một phòng trà nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh để cả hai thỏa mãn đam mê nghệ thuật khi về già. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều dang dở khi nghệ sĩ trí tài qua đời. 2 năm nữa tôi sẽ về hưu, bạn bè cũng hay hỏi thăm sẽ làm gì, nhưng tôi chưa biết, phải tùy theo tình hình sức khỏe, cô nói. Phương Loan dùng mạng xã hội nhiều hơn để giao lưu với đồng nghiệp, tìm niềm vui trong quãng đời thiếu vắng chồng. Ca sĩ đi hát trở lại trong một số chương trình tại hải ngoại. Phương Loan nói cô đã 64 tuổi, không phù hợp ca hát chuyên nghiệp. Hiện, cô chỉ thích mỗi chủ nhật đi hát ở nhà thờ vì nghĩ ông xã nghe mình hát. Ca sĩ Phương Loan kể lần đầu tiên cô gặp trí tài là tại một cuộc thi dành cho các nhóm nhạc. Khi đó, nữ ca sĩ ấn tượng về chồng là người rất vui tính, luôn tạo tiếng cười cho mọi người nhưng không tiếp xúc. Bẵng đi một thời gian, họ gặp lại nhau tại một đám cưới ở thành phố Hồ Chí Minh. Ca sĩ Phương Loan tiết lộ biệt danh bé heo là do trí tài đặt cho mình vì trùng với tuổi con giáp của cô. Anh Tài thường kêu bằng bà xã hoặc kêu bé heo chứ không kêu Loan. Tôi cũng thích tên đó vì dễ thương, thậm chí khi lên sân khấu tôi cũng hay xưng bằng bé heo với khán giả. Bây giờ mà nghe ai kêu Phương Loan là tôi thấy xa lạ lắm, cô bày tỏ. Nhắc đến ông xã, nữ ca sĩ chia sẻ cô chưa thấy ai thương và chiều vợ như vậy. Khoảng thời gian sống xa nhau, nghệ sĩ trí tài đều gọi điện về mỗi ngày, hỏi han vợ nên Phương Loan không thấy sự xa cách. Sau khi nghệ sĩ trí tài qua đời, ca sĩ Phương Loan tâm sự nhiều gia đình, bạn bè động viên cô mới có thể vượt qua được. Ngoài có em gái đến sống cùng, nữ ca sĩ vô cùng hạnh phúc vì được khán giả yêu thương, thường xuyên trò chuyện, động viên. Suốt 3 năm qua, mỗi tuần Phương Loan đều đến thăm mộ chồng và ngồi nói chuyện một mình. Nữ ca sĩ nói bây giờ mình trở thành quả phụ cô đơn. Trí tài và vợ kết hôn năm 1987. Trước đó, cả hai từng trải qua chuyện tình sóng gió khi vấp phải sự phản đối của các thành viên trong ban nhạc Trí Tài Brothers. Sau này, ông biết rằng việc bị đồng nghiệp trong nhóm chia rẽ vì họ cũng yêu quý bà xã mình. Có thể nói, ca sĩ Phương Loan là bóng hồng duy nhất mà nam danh hài gắn bó suốt 33 năm dù không sinh con. Thậm chí, sau khi về chung một nhà, nữ ca sĩ còn quyết định lui về sau để ủng hộ chồng theo đuổi hoạt động nghệ thuật. Bản tin cung kính hậu trường đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.